Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 2 thức giờ để biết được giá xe tổng ăn bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mitsubishi Astra cho cả 3 phiên bản từ phiên bản Playbom, bản số tự động bình thường và bản số sàn khi mà sang giữa tháng 5 này chiếc xe Mitsubishi Astra nó thay đổi chương trình khuyến mại so với cả thời điểm đầu tháng em nhé còn giá cả như nào tổng ăn bánh bao nhiêu chương trình khuyến mại như nào thì ít giây nữa em sẽ giới thiệu cho anh em cái chi cụ thể ạ Chiếc xe Mitsubishi Astra nó thuộc phân khúc của dòng xe hạng B, hạng B giá rẻ. Đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Toyota Vios, Vinasen, Honda City hay là rất nhiều xe trường Việt Nam ạ. Ok, xin phép đi vào chi tiết từng phiên bản. Đầu tiên giới thiệu cho về một chiếc xe Mitsubishi Astra bản số sàn ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 380 triệu. Sang giữa tháng 5 này thì đại lý chúng em đang bán cho với giá đang là 352 triệu ạ. Đây là chiếc xe Vim 203 em nhé Và ngoài ra tặng thêm cho anh em gồm có phim bất nhiệt Trải dần ra và cam trình ạ à. Em xin nhắc này ạ à, Sang uh, giữa tháng năm này thì đại lý chúng em đang bán cho với giá đang là 352 triệu Tặng cho anh em gồm có phim bất nhiệt Trải dần ra và cam trình Cho chiếc xe Vim sản xuất là 20, 2023 à. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Astra bản số xa này nội đang là 420 triệu Còn là tỉnh thì đang là 393 triệu tỉnh áp thương trăm thì là 400 triệu tròn và ở thành phố Minh thì là 412 triệu ạ còn trả góp thì là 142 triệu tỉnh thì đang là 115 triệu tỉnh áp thương trăm thì 123 triệu và ở thành Minh thì 134 triệu ạ có một giá tốt hơn hãy khuyến mại nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em hãy có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em chắc chắn em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường em nhé Tiếp theo tiếp theo, cho về một chiếc xe Mitsubishi Atra bản số tự động bản thường ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 460 triệu. Sang à, giữa tháng 5 này thì đại lý chúng em đang à, bán cho với giá đang là 431 triệu ạ. Và ngoài ra tặng thêm cho anh em gồm có phim cách nhiệt, trả dần da và cam trình ạ. Đây là chiếc xe Vim à, sản xuất này cũng là 2023 ạ. Em xin nhắc lại nha. Sang à, tháng 5 này, giữa tháng 5 này, đại lý chúng em đang bán với giá đang là 431 triệu tặng cho anh em gồm phim Cách nhiệt, trải thần gia và cam trình. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Astra bản số tự động bản thường này Lá nội đang là 509 triệu ạ. À. Còn là tỉnh thì 408 triệu. Tỉnh áp thương trăm thì là 489 triệu. Và ở Thành Minh thì 499 triệu ạ. À. Còn trả góp thì là 169 triệu. Tỉnh thì đang là 140 triệu. Tỉnh áp thương trăm thì 149 triệu. Và ở Thành Minh thì 159 triệu ạ Ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em gửi vì giá xe Tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp Lá số hành như thế nào Thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại Loại xe quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Đây là thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ Tiếp theo theo cho về một chiếc xe Mitsubishi Astra bản Prime mạng. Với giá miết của chiếc xe này đang là 485 triệu Sang à, giữa tháng 5 này Thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 453 triệu ạ à. Và tặng cho anh em gồm có phim trách nhiệt Trải thần ra và cam trình Cho chiếc xe VIM 2023 ạ à. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Astra bản 3 này Lăn Nội đang là 534 triệu ạ à. Còn là tỉnh thì là 504 triệu Tỉnh áp thương trăm thì là 514 triệu và ở Thành Hương Minh thì 524 triệu Còn trả góp thì là 176 triệu Tỉnh thì 147 triệu Tỉnh áp thứ trăm thì 157 triệu Và ở Thành Hương Minh thì là 167 triệu ạ Ok, vậy giờ này tôi giới thiệu cho anh em về giá xe Tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại Cho 3 phiên bản của chiếc xe Mitsubishi Astra Rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy giờ này xin phép em sẽ dừng dầu đây Anh em có thấy hay thì hôm nay đăng ký kênh nhé ok xin phép em sẽ dừng ra đây ạ chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn anh em đã xem này của em ạ